Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tôi mang thai đứa con của chị gái của tác giả Tạ Hà Như Bình. Chương 4. Đám cưới người đàn bà tật nguyền tuổi 35. Bây giờ, chị cả tôi đã 40 tuổi, chị hai đã 35 và tôi 28. Cuộc sống của ba chị em tôi đã tạm đi vào ổn định, không còn những lo lắng như trước nữa. Chị cả vẫn buôn đồng lát và làm ruộng. Anh rể cả, anh Sơn, vẫn đi phụ xây ở các tỉnh. Cứ đến mùa, anh lại về cắt lúa giúp vợ. Anh không còn ít nói như trước mà nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hai đứa con của chị cả là thằng Kiên và thằng Khánh lần lượt học lớp 3 và lớp 1. Tôi và chồng, anh tên Tiệp, sống ở Hà Nội cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đẹp bởi chỉ có vài xích mích nhỏ nhặt mà gia đình nào cũng có, còn cơ bản là hòa thuận. Bố mẹ chồng tôi rất thương người, tôi nhanh chóng được ông bà cảm thông và yêu thương. Đứa con đầu lòng của tôi đã lon ton biết chạy. Chị hai của tôi vẫn làm công nhân và vui vẻ hơn vì chị có nhiều bạn ở công ty. Dáng người chị gọn gàng hơn vì chân và mặt bớt sưng. Những tiếng gọi cửa lúc đêm khuya đã không còn vì người ta hiểu lòng kiên định của chị. Vợ chồng tôi và vợ chồng chị cả nhắc nhau thường xuyên, cuối tuần về ăn bữa cơm với chị hai. Một buổi tối, khi tôi đang tắm cho con thì điện thoại reo. Tôi không nghe mà bảo chồng nghe. Tôi không biết điện thoại của ai mà chồng tôi chốc chốc lại cười. Lúc tắt điện thoại, anh nhảy vào nhà tắm, đập nước trong chậu của con. Em ơi, tin vui, vui lắm. Anh như trẻ con ấy, sao lại đập nước nghịch như con vậy? Em ơi, em biết chuyện gì không? Thế có chuyện gì? À mà điện thoại của ai thế? Của bác Huệ. Bác ấy mới trúng quả làm ăn gì à? Sao vui thế? Tôi hỏi thế bởi tháng trước vợ chồng anh chị cả vừa mua bán chuyển nhượng đất đai gì đó được hơn 20 triệu. Thế là anh chị ấy cho vợ chồng tôi và chị Hoài mỗi người một ít tiền gọi là chia lộc. Không, em chỉ nghĩ tới tiền thôi à. Bác ấy bảo hôm nay gặp người yêu của bác Hoài. Hả? Anh nói thật không? Thế anh tắm nốt cho em. Em vào gọi lại cho bác ấy xem thế nào. Nhưng chồng tôi kịp kéo tôi lại. Em không phải sốt ruột như thế. Chắc chắn đấy, bác ấy bảo cuối tuần vợ chồng mình về để xem mặt. Nhưng em muốn hỏi xem anh ta thế nào. Anh có hỏi không? Có, nhưng bác ấy chỉ bảo là được lắm. Tôi không gọi lại cho chị Huệ, cũng không dám gọi hỏi chị Hoài. Bởi tôi biết tánh chị Hoài, hỏi lúc này có thể khiến chị ấy bực mình. Nhưng cả đêm đó tôi không sao ngủ được. Tôi quay sang nhéo chồng chỉ để hỏi, không biết anh ấy thế nào nhỉ? Chồng tôi bị nhéo liên tục nên cáu. Em có về ngày mai thì cũng không gặp đâu. Cuối tuần anh ấy mới tới cơ. Tốt nhất là ngủ đi. Nói rồi anh ôm gối ra phòng khách để tôi không làm phiền. Tôi thì cả đêm cứ tự hình dung xem anh ấy thế nào. Sao lại gặp nhau. Đến gần sáng mới chợp mắt được. Bởi thế tôi dậy muộn. Lúc tôi đang lơ mơ thì nghe tiếng mẹ chồng ở ngoài. Tiệp, dậy đi, sao lại ngủ ở ghế để mũi cắn thế này? Con Hồng đâu? Vợ chồng lại giận nhau à? Giận nhau thì cũng đừng có ngủ riêng. Đã giận thế rồi mà. Tôi luống cuống chạy ra thì chồng tôi đã nhảy tưng tưng lên. Không giận đâu mẹ ơi, mà vì vui quá đấy. Vui gì? Sao lại thế? Bác Hoài nhà con sắp lấy được chồng nhé. Vợ con vui quá, không ngủ được, cứ nhéo con Hoài nên con ra phải ra đây. Anh, tôi ném cho chồng tôi cái nguýt dài vì tội đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn hồn nhiên như trẻ con. Thật à con? Mẹ chồng tôi hỏi tôi. Anh ấy nghe điện thoại chứ con không nghe, con còn chưa rõ thế nào mẹ. Thế cuối tuần vợ chồng về với bác ấy đi. Vâng ạ.
Sáng thứ bảy, vợ chồng tôi lục tục về quê để xem mặt người yêu của chị hai. Nhưng chị làm ở nhà máy, đến 7 giờ tối mới về. Vợ chồng chị cả và hai đứa nhỏ cũng lên từ trưa. Tôi đã kịp nghe chị cả kể về anh. Anh tên là Hưng, 39 tuổi. Trước đây anh từng là quân nhân chuyên nghiệp. Nhưng do đơn vị giải thể, anh ra khỏi quân ngũ, bây giờ anh ở nhà đi làm cai xây dựng. Đặc biệt anh chưa từng lấy vợ. Buổi tối lúc chị Hoài còn chưa về thì anh đã sang. Chúng cháu chào chú, thằng Kiên, thằng Khánh cùng đồng thanh. Chào anh chị, chào dì Hồng, chú Tiệp. Ôi, anh đã biết cả tên vợ chồng em cơ à? Biết chứ. Lúc chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì chị Hoài về, bước vào nhà, vứt cho anh em thằng Kiên, thằng Khánh túi bánh mì còn nóng giòn. Sau đó chị và anh Hưng đi ra ngoài. Chồng tôi hớn hở. Bác Sơn thấy thế nào? Anh ấy ngồi cùng cả với anh em mình được đấy nhỉ? Ờ thì quan trọng là dì Hoài thấy thế nào, chứ anh em mình thì đơn giản thôi. Anh em nhà chú thì khỏi bàn. Chị Huệ chập vào. Tôi kéo chị cả vào phòng trong. Nhưng sao gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ lần nào nhỉ? Trông anh ấy cũng được mà. Ừ, thì chắc tình duyên lận đận. Chả biết được, lòng người khó đo. Nhưng bây giờ thì thấy cũng được đấy nhỉ? Hơn gì Hoài rồi. Vâng. Giờ cứ phải động viên dì ấy lấy, chứ tiếng dì ấy cũng ngãn ra, ngại lấy chồng. Dì ấy bảo với tôi là dì ấy lớn tuổi rồi, khó sinh con lại tàn tật, ngại người ta để ý. Thế sao quen anh ấy? Bạn bè giới thiệu gì đó. Anh ấy biết chị ấy bị thế rồi chứ? Ừ thì cũng biết rồi, quan trọng là họ biết mình thế mà vẫn lấy, nên tôi nghĩ chú ấy cũng là người tử tế. Vâng. Nhưng liệu có điều gì ẩn sau đó không? Chắc không đâu. Tôi dò hỏi mấy người làng ấy rồi. Họ bảo chú ấy hiền lành, tốt tính, hay giúp người lắm. Còn vì sao mãi chưa lấy vợ thì không ai biết. Dầu cho biết bao may mắn đã gặp, tôi và chị cả cũng vẫn phải dè dặt. Chúng tôi nghĩ nếu cuộc hôn nhân ấy không thuận buồm xuôi gió thì sẽ chỉ cứa thêm sâu thêm vào nỗi đau của chị hai. Cho nên giữa cuộc đời đầy bất trắc này, mọi thứ đều phải kỹ càng. Chị em tôi luôn nghĩ thế. Đêm ấy để con cúng ngủ với bố, tôi sang ngủ cùng giường với chị hai. Chuyện của chị em tôi chỉ xoay quanh anh Hưng. Sao chị quen anh ấy thế vậy? Thì hôm trước đứa em làm cùng công ty dẫn anh ấy tới. Chị thấy anh ấy thế nào? Anh ấy tốt nhưng chị ngại lấy chồng lắm. Kệ chứ, con đường đời có ai biết ngày mai thế nào đâu. Nên chuyện gì đến thì cứ đón nhận chị ạ. Em thấy anh ấy cũng chân thành. Ừ. Thế chị gặp gia đình anh ấy chưa? Gặp rồi, mẹ già lắm, bố mất lâu rồi. Hai cô em gái đã lấy chồng ở xa. Kinh tế gia đình thế nào? Nhìn gia cảnh thì bình thường thôi. Nhưng chị nghĩ anh ấy vẫn lông bông, 40 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con, chắc chả giữ được tiền đâu. Đàn ông mà chị, họ mãi là đứa trẻ nếu không có phụ nữ. Chồng em cũng như trẻ con nhưng giờ cũng đỡ ra rồi đấy. Ừ, nhưng chị không quản được đâu, đời ai người đó tự quản. Chứ lấy chồng về phải uốn nắn chồng như chị cả với như em, chị không làm được, chị thì khác. Nhưng chị cứ tìm hiểu đi, lấy vợ lấy chồng thực ra như đánh bạc đấy chị mà. Chị nhớ cái mai bạn em không, yêu nhau 6 năm mới cưới đấy. Ai cũng khen chồng nó thế này thế kia. Bỗng đâu hôm rồi ôm con sang chỗ em khóc lóc vì phát hiện ra chồng có gái. Lại còn có con riêng nữa chứ. Khổ thế. Không biết được chị ạ. Cẩn thận quá cũng không chắc được đâu. Ừ nhỉ. Có lẽ nhiều phụ nữ khi mới bước vào tình yêu và hôn nhân, không ai nói đó là canh bạc bởi họ yêu và họ tin. Chỉ đến khi vấp phải sóng gió, họ mới nghĩ rằng hôn nhân là may rủi. Với chị hai thì rõ ràng ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này giống lựa chọn canh bài hơn.
Nhưng nếu không dám chọn lựa thì cuộc sống của chị vẫn mãi mãi cứ như thế, ngày qua lại ngày lại. Còn khi đã chọn lựa rồi, chị hai có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Nếu gặp được người chồng tốt, bao dung thì đó là may mắn. Nếu chẳng may anh ấy không được như chị mong muốn thì vẫn có cách để thay đổi. Dẫu sao cũng còn hơn ôm nỗi sợ hãi, e dè mà sống suốt đời. Một tháng sau đó, chị cả gọi tôi về làm lễ hỏi cho chị hai. Một tuần sau thì cưới, tôi giật mình vì việc tiến triển nhanh quá. Sao nhanh thế chị? Chú thím bảo gì ấy, cứ lấy đi, chứ biết đâu mà chọn. Thì cũng đúng, chị khuyên chị ấy xác định là lấy đi, nếu thấy không ổn lại quay về, có ai để chọn nữa đâu. Tôi cũng bảo thế. Mọi việc lo cho đám cưới của chị hai lại do chị cả đảm đương. Chị hai đi làm công ty, chỉ được nghỉ cưới 3 ngày nên không lo được nhiều. Chị cả lo từ việc mời khách, đặt đồ, nhờ người làm cổ, lễ nghĩa. Tôi lại thấy chị giống như mẹ tôi hơn là một người chị. Đám hỏi và đám cưới của chị hai diễn ra gọn nhẹ ở phía gia đình tôi, nhưng đình đám ở phía gia đình anh Hưng. Chúng tôi tổ chức đơn giản theo ý của chị hai. Chị bảo mình ở quê làm rình rang thì nhiều người để ý, và hạnh phúc phía sau mới quan trọng. Chị còn bảo không mặc váy cưới vì những chiếc váy xinh đẹp chỉ hợp với người đẹp. Chị như cái nấm lùn, mặc vào không đi được, có khi lại ngã trước khách khứa. Nhưng tôi và chị cả động viên mãi, cuối cùng chị cũng đồng ý mặc. Tại sao chứ? Váy cưới có chê ai đâu, chỉ có người chê váy cưới thôi. Tại sao chị lại không nên mặc chứ? Dẫu là đám cưới ở cái tuổi 70, cô dâu muốn mặc váy thì cũng đâu có gì quá đáng. Chị xứng đáng với chiếc váy đẹp nhất. Gia đình anh Hưng tổ chức đám cưới to vì anh là con trai một. Cưới lần đầu, biết trước là vậy, xong lúc rước dâu về nhà trai, tôi cũng không khỏi choáng ngợp trước vài trăm người dự ở sân nhà anh. Vì đông khách, gia đình anh phải kê bàn ghế sang sân nhà bên cạnh. Trẻ con, người già, người lớn nhao nhao nhìn cô dâu chú rể. Ở làng quê, cưới lần đầu ở tuổi của anh chị vẫn là chuyện đáng để tò mò. Xong có lẽ cái khiến họ tò mò hơn là cả là cô dâu. Cô dâu 35 tuổi lại nghe đồn bị tàn tật thì mom ra sao? Tôi đã nghe một vài tiếng người phía sau. Lùng nhỉ, mặt cũng không xấu. Ôi, hôm trước nó san, lúc nó lội xuống ao, cái chân lộ ra to kinh khủng. Lòng tôi hoang mang lo lắng, chị hai sẽ đối diện thế nào với những soi mói ấy đây? Lúc anh dẫn chị vào làm lễ thắp hương ở bàn thờ tổ tiên, tôi còn giật mình nữa. Bàn thờ chính ở trước nhà đã cao, bàn thờ phụ phía cạnh nhà còn cao hơn. Ở bàn thờ chính, chị chỉ cần đứng lên cái ghế sofa cạnh đó là thắp hương được. Nhưng ở bàn thờ phụ, ngay cả cao như anh rể tôi cũng phải leo lên ghế mới với tới. Tôi lo lắng đứng sau anh chị, anh kéo cái ghế inox nhỏ, cao chừng 60cm để chị leo lên. Ôi, với bộ váy cô dâu lòe xòe ấy, chị hai làm sao có thể leo lên cái ghế đó được. Tôi kéo kéo áo anh rể, ra hiệu anh đứng lên thắp hương thay chị, nhưng anh lắc đầu. Tôi hiểu, đó là một trong những nguyên tắc nhập gia không thể thay đổi. Chị hai vén váy leo lên ghế, chòi tay về phía bàn thờ thì cái ghế nghiêng. Chị ú ớ, còn anh rể vội đưa tay đỡ chị. Mấy đứa trẻ con nhìn trộm qua song cửa bỗng cười khúc khích. Tôi cứ nghĩ đến lúc ấy thì anh rể sẽ thay chị cắm hương vào bàn thờ. Nhưng không, chị vẫn phải tự mình làm việc đó. Ơn trời, lần thứ hai chiếc ghế không nghiêng nữa. Lúc tổ chức xong, tôi vào phòng thay đồ cho chị. Chị bảo, bên nhà chồng chị nhiều người lắm, lần nào chị san cũng thế, họ cũng hay để ý. Kệ họ, ở đời có bao giờ bắt người khác không nói, không nhìn đâu, nhưng mình có quyền cho phép mình không nghe chị ạ. Ừ, thay nhanh cho chị đi, còn ra dọn kìa. Lúc tôi chào để ra về thì ở ngoài sân chỉ còn mẹ chồng chị và mấy người họ hàng thân.
Khi tôi và chị bước ra, chị hai nhanh nhỏn nói: "Em gái em đấy ạ. À, chắc không phải em ruột chứ, chẳng giống nhau tí nào, cô ấy cao thế cơ mà." Mấy người nói vào với cách nói không thiện cảm: "Dạ, là em ruột của em." Tôi lờ mờ nhận ra rằng những con người đó rồi sẽ còn tiếp tục dị nghị soi mói vào sự tàn tật của chị tôi. Chương 5: Những ngày tháng gieo neo. Tôi và chị cả nằm dưới sàn trong ngôi nhà cũ của bố mẹ sau khi khách khứa đã về hết. Chị cả thở dài vì mệt. Cả nửa tháng nay chị phải lo mọi việc cho đám cưới chị hai. Chị gầy đi mất 3 cân. Chị bảo: "Ừ, dì ấy lấy chồng, ai cũng bảo không ngờ 35 tuổi rồi còn lấy được trai tân, lại còn cao giáo, sáng sủa và ăn nói cũng thể hiện là người biết điều." "Vâng, nhưng dù sao tôi cũng vẫn phải lo." "Chị lo gì?" "Tôi có cảm giác chú ấy lông bông, 40 tuổi rồi vẫn lông bông, tốt thì tốt thật, nhưng chắc biết không giữ tiền nên giờ chắc cũng chẳng có gì." "Thôi, chị ấy về sẽ khác, đàn ông như những con đại bàng ấy mà, đến lúc có vợ thì sẽ thành chim sẻ hết thôi." "Nhưng dì Hoài nhà mình cũng yếu đuối tàn tật, không biết rồi thế nào." "Hôm nay em cũng thấy mấy người nói này nói kia đấy." "Hôm trước dì ấy khóc với tôi, dì ấy bảo qua bên đó có người cứ nhìn chân dì ấy." Bỗng dưng tôi và chị cả nằm khóc vì nghĩ thương chị hai. Rồi những tháng ngày sắp tới sẽ thế nào? Ở làng quê, chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông, nên chắc chắn họ sẽ còn để ý xăm soi chị lâu, chứ không chỉ trong ngày một, ngày hai. Ngày trước, tôi từng ao ước làm ra thật nhiều tiền để mua một căn nhà nhỏ trên phố rồi đón chị lên, mở một cửa hàng để chị bán. Người phố ai cũng bận, chẳng ai còn thời gian dòm ngó, để ý, chế giễu cái chân bị tật của chị. Nhưng năm tháng lăn lộn ngoài phố, tôi mới biết rằng giấc mơ của tôi không đơn giản chút nào. Mẹ chồng chị hai đã ngoài 70, bà sống bằng chút tiền trợ cấp, vợ liệt sĩ và sự hỗ trợ của con cái. Anh rể tôi đi làm ăn xa suốt ngày suốt tháng, lúc thì anh nhận xây ở Hà Nội, lúc về quê, lúc ở Hưng Yên. Nhưng sau khi cưới chị hai, anh nghỉ ở nhà 3 tháng liền. Chị hai tôi không đi được xe máy vì chân chị ngắn lại nặng nề. Bởi thế chị đi xe đạp điện. Nhưng anh cứ muốn chị tập xe máy cho tiện. Hôm ấy, ở sân rộng, anh dạy chị đi. Chị nghiêng nghiêng mãi mới chạm tới chỗ để chân. Lúc chị dắt xe đi thì nó đổ rầm. Mấy đứa trẻ hò hét xung quanh: "Ê ê, mợ Hoài không biết đi xe máy." "Ê ê, chân mợ Hoài béo thế." Chị đau nhói, không phải vì sự hồn nhiên của đám trẻ mà vì mấy người lớn bên nhà không xua con đi lại còn nói thêm vào: "Cô Hoài không tập đi xe đi thì lúc có việc gì thì biết làm sao, đi xe đạp điện chỉ đi được một mình thôi." "Hình như từ hôm lấy chồng, chân cô đỡ to hơn rồi đó." Người làng quê là thế, chẳng phải quan tâm gì đâu, họ thích thì họ cứ nói rồi chẳng để ý xem người khác có tổn thương hay không. Người ta bảo không chỉ giết người mới là tội, những lời nói cay nghiệt, những lời nói khiến người khác đau cũng là một cái tội lớn. Nhưng người ở làng quê mấy ai hiểu được điều đó, nói xong rồi họ quên, nhưng tổn thương sẽ ở lại mãi với người nghe. Anh có xấu hổ khi người ta bảo vợ anh tàn tật không? Chị hai tuổi thân nói trong tiếng sụt sùi với chồng. Kệ họ nói, họ lành lặn nhưng chắc gì đã làm được như em. Em thấy mẹ có vẻ hao gầy đi, nhìn nghe nhiều người soi xét con dâu như em, chắc mẹ cũng buồn. Mẹ bị bệnh nên ốm, mệt là phải, em đừng nghĩ gì nhiều. Mẹ chồng chị gái tôi ít nói và nói năng không khéo. Giọng nói của cụ luôn tìm chứa một thái độ khó chịu, ngay kể cả lúc vui. Bởi thế, anh rể và cụ thường xuyên nặng lời với nhau. Chị hai lại là người nhạy cảm, cứ thấy chồng và mẹ nặng lời với nhau,
chị lại tủi thân. Chị nghĩ tại vì mình mà họ giận dỗi nhau. Có lần chỉ vì anh để chiếc xe ở ngoài, lúc đang ngủ trưa, trời mưa, anh ngại không dậy dắt xe vào. Thế là cụ ngồi nói, bực dọc mãi đến chiều. Kết quả là hai mẹ con lại giận dỗi nhau. Mẹ chồng chị lại rất lễ tâm những lời bàn tán của láng giềng. Có hôm ra chợ, bà nghe người ta bảo có con dâu mới thì cụ lại lấy ít ruộng về cấy chứ nhỉ. Thế là cụ về bảo với chị hai lấy ruộng cấy. Mẹ ơi, bây giờ cấy ít ruộng cũng không có lãi, con lại đi làm cả tuần, nghỉ được ngày Chủ nhật không chăm được thì lúa không tốt mẹ. Chị không cấy thì người ta lại bảo chị không biết làm ruộng, cấy hai xào thôi, lấy ít thóc ăn, khỏi phải đi mua. Vâng, tôi và chị cả bảo chị đừng cấy ruộng, cứ nói với mẹ chồng là một ngày công đi làm trong nhà máy bằng tiền lãi cấy cả xào lúa. Nhớ lại những ngày chị em tôi bầm mặt với ruộng, tôi sợ. Sợ khi nghĩ lại cảnh chị hai người ngắn ngủi lội trong bùn để cấy lúa. Sợ khi hình dung lại cái chân trái của chị phù to, đôi mắt chỉ còn nhỏ bằng sợi chỉ. Mà quan trọng hơn nữa, tiền lãi của cấy ruộng có đáng bao. Bây giờ ruộng chỉ dành cho những người quá độ tuổi vào nhà máy hoặc không thể đi làm ca kíp thôi. Nếu có làm cũng phải làm trên cả cánh đồng mẫu lớn mới mong dư giả đôi chút. Nhưng mẹ chồng chị chỉ nghĩ đơn giản, chị phải cấy để lấy lòng thiên hạ. Nhìn cảnh đi làm dâu của mình, tôi quay sang nhìn chị, lòng tôi tái tê. Những lúc ấy, tôi lại thấy thêm trân trọng bố mẹ chồng mình và thương cho chị hai. Tôi có nói nhỏ với chị, nên nói với anh rể về việc này. Có anh can thiệp biết đâu cụ sẽ nghĩ khác đi. Nhưng tôi không biết chị hai có nói gì với anh không. Chỉ thấy anh không nói gì, không ý kiến gì về việc này. Sau đó chị kết luận, thôi chị phải cấy em ạ, ít nhất thì cũng cấy năm đầu đi làm dâu, làm cho họ biết là chị không như họ nghĩ. Nhưng em đừng lo cho chị. Làm sao mà tôi có thể không lo chứ? Chị hai lấy ruộng về cấy, mẹ chồng chị đi khoe cả xóm, cụ bảo con dâu chăm chỉ, đã đi làm công ty lại còn cấy ruộng. Rồi đến lúc vào vụ, người ta đổ xuống đồng cấy mà chị hai vẫn đi làm công ty. Ở quê, người ta làm một tuần rồi chơi cả tháng, chẳng thể rải điều công việc ra cho nhàn nhã. Mùa cấy, người ta ăn cơm cũng vội để mong cấy cho xong trong chừng 10 ngày. Bởi thế, những ngày giữa tuần, khi cánh đồng đã phủ gần hết màu xanh mạ mới cấy, thì ruộng của chị hai vẫn một màu nâu xám của đất. Sốt ruột mẹ chồng chị bảo, hay sáng mai con xin nghỉ để đi cấy đi. Để Chủ nhật này con nghỉ làm, một ngày là xong thôi mẹ. Chị cả con lên làm giúp nữa, chứ giữa tuần con không nghỉ được. Chậm một vài ngày cũng không sao mẹ, còn nhiều nhà chưa cấy mà. Nhưng đến Chủ nhật thì người ta đã cấy xong hết rồi, cấy chậm lúa còi đi. Mình chậm hơn 1-2 ngày thôi, lúc đó vẫn còn nhà cấy. Lúa chậm sao được mẹ? Ôi giời ơi! Nghe mẹ chồng thở dài thở ngắn, chị hai lại xin nghỉ để đi cấy. Lúc ấy, chồng chị đã đi xây ở Hà Nội nên không biết. Chị có than thở với anh, anh nói lại với mẹ thì chỉ thêm phức tạp. Có thể cụ sẽ lại bảo chị xúi chồng. Nhưng chị nghĩ một buổi như thế cũng bằng tiền đi thuê người ta cấy. Không những vậy, đến cuối tháng còn bị trừ tiền chuyên cần. Nhưng giải thích sao cho mẹ chồng chị hiểu chứ? Sáng hôm sau, vợ chồng chị cả lên cấy cho chị hai. Ruộng nhà chị là khu ruộng sâu, lội ngập quá gối. Nhìn thấy chị hai ra đồng, người xung quanh không còn tập trung làm, mà ngẩng lên nhìn. Họ xem cách chị lội ruộng, họ hỏi chị có nhận ra ai không? Ý là mặt chị sưng lên thì còn nhìn thấy rõ không? Chị hai chỉ cười, không nói gì. Đến trưa thì ruộng nhà chị hai đã được phủ xanh cả. Ôi, chị em nhà này cấy nhanh thế! Người đi qua nói, vâng, nhà em cấy thưa ấy mà. Chị hai đáp,
ý rằng họ cấy cẩn thận dày dặn, còn chị cấy thưa cho chóng xong. Không, nhà này cấy đẹp đấy. Thấy chị hai và vợ chồng chị cả về, mẹ chồng chị đón từ cửa. Hai bác rửa tay nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Nếu chiều không bệnh thì hộ em nó thêm ngày nữa nhé. Xong rồi mẹ, chiều hai bác ấy về. Xong rồi á, sao nhanh thế? Dạ, sáng nay con đi nhổ mạ từ 3 giờ sáng mà, hai bát nhà con cấy cũng nhanh nữa mà. Ôi, đấy, cấy cùng nhà người ta thì lúa nhà mình lên nhanh, cấy xong thì lúa chậm lắm, bác ạ. Vâng. Thời vụ hết rồi, càng nhiều người xin rảnh rỗi, nơi ngã ba ngã bảy, quán hàng quán họ ở quê càng có nhiều người tụ tập buôn chuyện thiên hạ, chuyện trên trời dưới đất. Chị hai là dâu mới trong làng, nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn tán nóng hổi. Ơ cái Hoài, vợ Thành Hưng có bầu chưa nhỉ? Chưa, vẫn thấy lép kẹp. 3 tháng rồi còn gì, giờ đám trẻ toàn cưới khi đã có bầu, đôi này già cả rồi, chắc chẳng có kế hoạch gì đâu. Kế hoạch gì nữa, chắc không có được thôi, già thế, có con cũng khoai chứ, nếu nhảy thì dính cái là nó có ngay rồi. Chị hai đi làm về qua, người ta chẳng nhìn mà cứ hỏi thẳng, có bầu chưa? Ai đến chơi nhà cũng hỏi câu tương tự. Mới 3 tháng sau cưới mà người ta đã xem như lâu lắm rồi, không có thì chắc là tịt thẳng. Mẹ chồng chỉ nghe người ta nói thì sốt ruột. Hay mày đi cắt thuốc bắt đi con, nhiều người mãi không có thai, thế mà uống vài thanh thuốc bắt xong là đẻ sòn sòn ngay. Vâng, để con xem, con cũng mới về mà mẹ. Nhưng người ta nói mẹ sốt ruột lắm. Mẹ đừng lo, nếu có gì vợ chồng con đi khám ở bệnh viện. Ôi giời, bệnh viện Tây Y chắc đâu bằng thuốc than của mình. Với lại quan trọng là phụ nữ mình phải biết lo. Vâng. Những áp lực mỗi ngày cứ đè lên vai chị hai. Mỗi đêm nhìn xuống đôi chân tật nguyền của mình, chị tủi thân. Mỗi lần sờ lên bụng mình, chị lo lắng. Cuộc hôn nhân đúng là cơ hội thuận lợi để chị trở thành tâm điểm cho người khác soi xét, là một lần để chị thấy rõ hơn về mình, nghe nhiều hơn những lời dè biểu mình. Mẹ chồng em cứ bảo đi cắt thuốc bắc về uống. Chị hai nói với chị cả, thế để tôi chở gì đi nhé. Nhưng em không thích uống thuốc bắc lắm, quanh đây toàn thầy lang, có giấy phép gì đâu, toàn bán thuốc chui, sợ chết đi được. Dì Hồng chả bảo có người chết vì dùng thuốc kiểu này rồi. Đúng là tôi đã nói với chị như thế, bởi những người bốc thuốc mà chị hai được giới thiệu đều là lang làng, không hề có giấy phép gì cả. Tôi đã khuyên chị cứ thoải mái tâm lý, đợi thêm thời gian nữa, rồi hai vợ chồng cùng đi khám sẽ tốt hơn. Hôm đó, chị về nhà tay không, mẹ chồng chị bảo, thế không mua được hả con? Dạ không ạ. Sao không mua? Dạ, con muốn hai vợ chồng đi khám cho chắc. Hôm trước dì Hồng bảo có người cấp cứu vì thuốc bắt bán không phép mẹ. Họ chế không cẩn thận là nhiễm lưu huỳnh, nhiễm trì đó. Ôi giời ơi, dì ấy học nhiều đâu tôi không biết, nhưng người làng này vẫn uống đó thôi, có ai bị sao đâu. Với lại dì Hồng dì ấy có giống chị đâu chứ, dì ấy khao ráo khỏe mạnh. Vâng. Nghe lời mẹ chồng, lòng chị càng tái tê. Chị hiểu, cách nói của bà chỉ không khéo thôi, chứ thực tâm bà không ác ý. Bà vẫn rất lo cho các bữa cơm của chị. Chị đi làm công ty về muộn, bà nấu cơm rồi để phần rất chu đáo. Sáng sáng đi chợ mua gì, bà cũng để phần con dâu. Có lẽ vì sợ thiên hạ gièm pha, nên bà sốt ruột thế. Chương 6. Chuyện thầm kín của các chị em gái. Giá như lúc này thời gian quay lại, em sẽ không lấy chồng. Sống một mình có lẽ đã không còn ai soi mói vào bản thân em nữa. Chị hai nói với chị cả và tôi trong lần chị em tôi cùng về thắp hương cho bố mẹ.
Những ngày trôi qua của chị vẫn là những ngày mệt mỏi. Chồng chị cũng chỉ biết nói một câu rằng, em đừng nghe họ nói gì. Nhưng một người phụ nữ ở quê không dễ gì bỏ ngoài tai lời nói của những người xung quanh. Chị lại càng không dễ bỏ qua vì mặc cảm tật nguyền của mình. Nàng dâu mới nào mà chẳng bị mang ra mổ xẻ xem xét. Nhưng chị còn đặc biệt hơn, chị về làm dâu khi đã ở tuổi 35. Chị thấp lùn, chị bị sưng chân. Dì đừng nói thế, lúc đầu đi làm dâu đều thế cả, dần dần ở với nhau vài năm thì mới có tình thương, mới cảm thông và hiểu nhau. Ngày xưa tôi ở với anh rể cát gì cũng thế cả thôi, đến khi họ tìm ra cô dâu mới khác, họ sẽ quên dì và quay sang bình phẩm về người kia. Ngày xưa lúc cát gì còn nhỏ nên tôi không dám kêu, chứ ngày đó tôi cũng mệt mỏi lắm. Nhưng em thấy nản quá, em có cảm giác họ nghĩ em bị tật nguyền. Chị để ý thiên hạ nói làm gì, họ dỗi việc nên thích nói gì thì nói, mình quan tâm chỉ thấy mệt. Còn mẹ chồng chị, bà già rồi, đôi khi không còn minh mẫn nên kệ cụ. Chị cứ nghĩ xem, nếu chị lấy chồng ngay trong xóm, vẫn là sống với những người quen cũ, nhưng bỗng dưng chị cũng bị soi xét kiểu khác, lạ thế chứ. Lần này chị ở một làng khác sang làm dâu, họ bình phẩm cũng là chuyện bình thường, chứ không hẳn là vì chuyện chị cao thấp, chuyện chị ốm đau đâu. Kể ra có đứa con thì mọi chuyện cũng sẽ khác. Thực ra chú ấy cũng tốt tính, nên dì đừng quan tâm đến người ngoài, chỉ cần nghĩ chồng thương mình là được rồi. Cho em hỏi, chuyện ấy của vợ chồng chị thế nào? Chẳng mấy khi chị có cảm giác mấy, mà chồng chị lúc nhanh lúc chậm. Chết, thế thì cũng nên đi khám và tư vấn bác sĩ thôi. Tôi nói, chắc chú ấy lớn tuổi rồi, lại lâu không có phụ nữ nên thế đấy. Nhưng dì phải trao đổi với chú ấy, phải nói với chú ấy những điều ấy chứ. Có vẻ chồng em cũng sĩ diện nên em ngại nói chuyện đó. Không được, chuyện đó thì vợ chồng phải trao đổi với nhau chứ. Việc phụ nữ không có cảm giác cũng ảnh hưởng tới khả năng mang thai, chứ không chỉ là chuyện cảm xúc không đâu. Ở quê, họ chỉ quan tâm tới việc đi khám để mang thai thôi. Nói là vì không có cảm giác, có khi họ còn cười cho, nhất là với chị, một kẻ tàn tật. Giọng chị hai lại bắt đầu ướt nước mắt. Chúng tôi tạm thời không nói chuyện đó nữa bởi anh rể cả đi vào. Nhìn anh to béo hơn dạo trước, tôi quay sang nhìn chị gái. Dạo này trông chị gầy đi đấy, đứng với anh ấy chắc là già hơn rồi. Chị nên ăn diện vào, giờ kinh tế có rồi, đừng tiết kiệm quá nữa, đến lúc ông ấy mà đi với ai thì chết dở. Ôi, anh gì không thế đâu, tôi biết anh ấy mà, chuyện ấy cứ vợ chồng chị thì ngon lắm. Tôi không ngờ chị cả có thể nói với chúng tôi những câu thoải mái như thế. Chị còn bảo chị có một cuốn sách để chị mang cho chị hai. Nhưng thực sự là lần này tôi thấy anh rể cả phong độ hơn hẳn. Đàn ông bước vào tứ tuần có lẽ mới thực sự chín về mọi mặt, trông cũng đỉnh đạt, quyến rũ hơn hẳn. Dẫu biết chị cả không nói đùa, cũng hiểu anh rể tôi là người tử tế, nhưng tôi vẫn nghĩ đàn ông dễ sa ngã, nhất là khi anh rể tôi cũng thường xuyên đi làm xa. Phụ nữ Việt Nam, nhất là với lối sống ở làng quê, suốt đời tằn tiện, chăm lo vun vén cho chồng, cho con, đến quên cả bản thân mình. Họ nghĩ như thế là tận tụy với chồng con, như thế sẽ được chồng con trân trọng, yêu thương, nhưng có những sự thật rất phũ phàng. Người đàn ông tuy rằng trong lòng biết ơn những người phụ nữ như thế, nhưng chẳng ai dám đảm bảo họ có thể thoát khỏi cám dỗ của những cô gái trẻ trung, nồng nàn hơn. Nếu có quay về với gia đình thì phần hồn cũng đã rơi rớt đâu đó mất rồi. Phụ nữ cuối cùng vẫn là những người phải chịu tổn thương nhiều nhất.
Thế nên, trong phương châm sống của tôi luôn dành cho mình những khoảng trời riêng, những ưu tiên riêng. Tôi yêu con nhưng mỗi tháng tôi sẽ gửi nó đi học một ngày thứ bảy hoặc nhờ ông bà trông giúp để được chút thảnh thơi gặp lại bạn cũ hay hẹn chồng đi chơi riêng. Tôi biết tiết kiệm và luôn chia lương thành từng khoản mỗi khi lĩnh. Nhưng nếu chồng mua tặng một chiếc váy, tôi sẽ không từ chối hay bảo anh ấy đừng mua vì tiếc tiền. Tôi cũng không cần anh đưa tiền để tôi đi mua, mà muốn anh phải tự tay chọn đồ. Bởi mỗi lần mua quà cho vợ là một lần anh sẽ phải suy nghĩ xem vợ mình thích gì, số đo của vợ dạo này thế nào rồi. Đó cũng là một lần để anh không quên vợ. Ừ, nhưng cuộc sống của vợ chồng gì ở phố xá thì sẽ khác, chứ ở quê không quan trọng lắm. Giống nhau chứ, chỉ ở khác mức độ nhau thôi. Chị cứ phải chăm sóc bản thân mình đi. Hai đứa kia lớn, cho đi học rồi. Chị làm ít đi, mua thêm quần áo đẹp vào. Đi đâu cũng nên thay quần áo đẹp chứ đừng nghĩ, ôi dào, ra đường có một tí thay làm gì cho ngại. Được rồi, nhưng quan trọng là người đàn ông không tử tế thì chẳng có cách nào níu kéo được. Chị hai thêm vào. Vâng, vẫn biết thế, nhưng mình cũng nên làm cho mình ở thế trên chứ. Dì yên tâm, anh dễ gì không thế đâu. Nhìn vào ánh mắt chị cả, tôi hiểu chị đang thật sự thấy hạnh phúc. Những năm tháng vất vả của tuổi 18 đôi mươi đã không còn nữa. Chị bảo với chúng tôi không hối hận gì khi lấy anh ấy. Chỉ buồn là tôi xin hai đứa con trai, kể ra có một đứa con gái thì mỹ mãn rồi. Chị lúc nào trả chồng là nhất. Thật đấy chứ, so với mấy ông chồng quanh xóm, anh dễ gì là tuyệt vời nhất đấy. Mấy ông kia, ông nào cũng động tí là la mắng vợ con. Anh dễ gì không thế đâu. Từ ngày lấy nhau, anh ấy có tát tôi một lần, chứ chẳng bao giờ giơ tay đánh vợ con hay nói lời khó nghe. Nhưng những năm đầu cũng chưa hiểu nhau, cũng có lúc thấy ức chế, không hợp nhau ngay được. Thật, vợ chồng nào chẳng có mấy năm đầu sóng gió. Chị Hoài cứ yên tâm đi, quan trọng là chị phải tự thoải mái cơ. Thôi được rồi, em về bên nhà trước đây. Nhìn chị hai thấp tịch trèo trên chiếc xe đạp điện, tôi thấy cuộc sống của chị sao mà trên vên. Những áp lực cuộc sống như thế, với người bình thường đã thấy rất là mệt mỏi, với chị càng mệt hơn. Nhưng tôi tin chị sẽ tự tìm ra lối đi cho cuộc sống của chính mình. Tôi tin hạnh phúc đang ở đâu đó trên con đường tìm về với chị. Đã gần một năm mà chị Hoài vẫn chưa có bầu. Cái Tết năm đó, người nào đến cũng chúc hai vợ chồng sớm có con. Những lời chúc bỗng trở nên vô duyên, bởi lại thêm lần nữa gây áp lực cho anh chị. Chị hai đã bước sang tuổi 36, cái tuổi mà người phụ nữ đã sợ sệt khi nghĩ tới mang thai. Mẹ chồng chị dường như đã nản, bà không nói gì mà nhiều mà thường hay gọi mấy đứa trẻ hàng xóm vào chơi, cho quà. Mùng 3 Tết, sau khi cùng vợ chồng tôi và gia đình chị cả làm lễ hóa vàng xong, anh chị chở nhau về. Vừa về tới cổng, chị thấy mẹ chồng đang ngồi cùng mấy người già trong xóm. Con Hoài lâu có thai nhỉ? Ừ. Sao nó tàn tật thế mà ngày đó bà cũng cho lấy? Tôi cũng khuyên thành hơn, nhưng nó thương, nó quyết lấy. Nó cũng nhiều tuổi rồi, biết làm sao? Con Hoài nó nhiều tuổi, lại tàn tật, chắc không có con là tại nó. Chị như chết đứng khi nghe những lời ấy. Chị bỏ vào phòng, anh Hưng giận dữ quát. Sao mẹ và các bác không có chuyện gì làm lại cứ đi bàn tán linh tinh nhỉ? Hôm ấy, chị gọi điện cho tôi và khóc, nhưng tôi không thể chạy từ phố về để ôm chị. Có lẽ chị không nên lấy chồng mới đúng, có lẽ tại chị không biết an phận nên mới như thế này. Không ai phải chịu an bài số phận cả, hay anh chị lên bệnh viện cùng khám đi. Anh ấy cũng bảo thế, nhưng chị thấy thật sự mệt mỏi, chị cảm thấy cứ như mình là kẻ lố bịch, cố hòa vào một thế giới không có chỗ cho mình. Rồi chị sẽ có cả thế giới này, chị sẽ khiến họ phải nhìn nhận lại.
Tôi cứ mong sao đúng là trời đã giao cho chị sứ mệnh khiến người khác phải thay đổi cách nhìn nhận. Rồi một ngày kia, những người xung quanh sẽ phải thán phục chị. Chương 456 của truyện Tôi mang thai, đứa con của chị gái. Xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.